Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên và sản phẩm cao su đạt gần 7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay cả nước mới có khoảng 97.300 ha cao su đạt chứng chỉ rừng quốc gia. Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, sản xuất cao su thiên nhiên đạt chứng chỉ bền vững là hướng đi tất yếu. Bởi vậy, các doanh nghiệp địa phương cần xây dựng các mô hình quản lý rừng cao su bền vững, bảo vệ môi trường, hướng đến đạt chứng nhận quốc gia, quốc tế.